Đó, này đi với ông Tâm nữa tiếp tục chiến đấu tiếp nè. Bây giờ là công đoạn xào mồi. Nó sợ gác rồi nè, thấy không? Lụm lên nha, lụm lên nè. Chừng nào mà phức mặt anh em thì dục thôi, chứ có anh em đây dục anh em la nữa, khổ lắm. Nói chung là cái nào phức mắc thì thôi, chứ không phức mắc thấy bị chửi liền à, khổ. À, chào mừng các bạn đây. 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 Đây anh em cám Quỳnh Khoa nha anh em. Xin chia sẻ với anh em là hiện tại bây giờ trên thị trường đã xuất hiện cám mà nó làm y chang theo cái bao bì của Khoa luôn. Nhưng cái đó là không phải do Khoa cung cấp nha anh em. Đó là ở Sóc Trăng và Hậu Giang hiện tại đang có cái sản phẩm giống như này. Anh em mua thì nên mua ở những chỗ quen biết hoặc là những tiệm lớn, đừng mua mấy cái tiệm nhỏ nhỏ nha. Đó, làm heo y chang luôn và câu thật sự là không có hiệu quả giống như của Khoa. Đó, tiếp tục. Hồi nay chơi nguyên thao bự ghê không? 7 giờ tối vậy. Quên. Không, vỏ chuối nó phân hủy không ơi. Vỏ chuối phân hủy à? Vỏ chuối nó phân hủy. Quýnh thì đã tay về chứ quýnh chút xíu về đổ xuống. Bậy bà không ơi. Đúng vậy. Bùng quá. Về mượn kháng đưa em về. Đúng. À, đi cám bà tay chuối. Rồi ba ta chuối với miếng bơ nha. Thì để tánh là mất thời gian của anh em thì cái công đoạn bóp chuối này mình cắt cái. Khi nào bóp xong mình bỏ bơ vô. Đó xong rồi giờ bắt đầu bỏ bơ vô. Trời ơi ta ra ta câu dính con hay con ta mừng thấy mẹ đồ dính rồi bắt con đi lẹ sao bắt. Cái thứ sâu mình đâu phải. Không bắt bắt hết con bậy. Đó giờ bỏ bơ vô bóp đều là ăn nha anh em. Bóp đều là chơi anh em ơi. Rồi thôi để ông bóp đi. Hôm này ông nhà măng vú với quen bóp cái đã ghê không. Rồi vậy nha anh em. Đây xong rồi nha anh em. Giờ bắt đầu chiến đấu thôi. Và đây thì trưởng của Phà đang quay máy. Em bữa nay nói chung là giờ đi chung thôi, chứ câu là tách ra câu giống câu chung nữa anh em ơi. Câu chung mà không chán quá trời luôn. Giờ không câu chung nữa. Tiếp tục chiến đấu nha anh em. À, tới rồi anh em, giờ mình xin ở đây mình quất thôi, hy vọng là có chút xíu nhớ nha. Này đánh cái cừng Mega Baga nữa nha anh em, thì cừng Mega Baga dây Mega Baga luôn, thì cái hàng này là Pha có bán hết. Anh em nào mà thấy cừng mắc á, thì ủng hộ giúp Pha nha, bán cái tiền mua sữa anh em ơi. Đó, cá ăn đó anh em. Tâm đi nhúc nhích cũng rớt dưới ông Tâm. Chính là anh em ơi. Đóng anh em ơi. Đó.
bà đi dây rồi gọi chết bà dướng rồi ông ơi. À, gì nữa vậy trời. Chai con nữa, thả cho mẹ không đi. Chai con nhiều quá trời. Đó anh em, cá ăn của ông Phà anh em. Đó, gà đóng ngựa nè. Ông Tam đi đừng nhúc nhích nha, ông Tam gớt nha ông Tam. Để lúc thằng rồi kìa. Thả con nữa chứ gì. Đó, con này trọng hơn nha anh em. Con này là bự hơn con nãy chút xíu. Đó, ông Tam bữa nay chào mồi gì đâu, giống với ta không ông Tam. Không biết luôn này nó phải ra không. Con nữa. Vô ổ cái cha con rồi ông ơi. Vô quậy cái cha con nó về hay gì rồi. Cha con không. Đó anh em, cái tang nữa rồi kìa. Đó, vô cạch cạch đó. Đó. Thấy anh em 5 kg. 5 kg à. Đúng rồi. Heo rồi. Đó. Đó. Đóng cái nó đi. Lỡ nè, chút nữa nè. Ừ, không, dỗ cái nữa. Lên chảy cái đoạn tắn nước nè. Ghê. Bỏ lại được không? Để chân chẳng cặp đi với lộn nữa. Trời, mắt tôi mắt dưới chứ bự cái đó, không quên nữa. Ê, ăn cũng ăn cũng phải nè, nè, quay vô. Ngồi 50.000 kg giò trời chơi vậy đó. Thua luôn. Để chút nó phao bản đi quay ổng cho anh em coi. Rồi, bự rồi. Bự không? Giờ 1 phút 30 giây lên luôn. Bự nha. Nhỏ hả? Ghê. Cá ăn phai dính nha. Bye.
thì vậy thì hồi dính luôn rồi. Rút thì cần luôn đông luôn rồi. Cá khoai dính nha. Dính nãy giờ. Để cho khoai khách giờ nha. Khoai khoai khách cá tới giờ đó. Nha. Về dính con nữa là con khoai nha. Cái chín 10 ký rồi. Không ai thấy hết trơn ơi. Con Khang thấy rồi. Chen giờ rồi, vậy chen cái cá Khang là. Nghe đây không có thấy. Lại nó khổ luôn rồi. Em bố đuối đi. Đây đây đây, chết mẹ nó quấn lên. Vậy ăn theo lời cho người ta. Thôi gấp rồi. Cho rồi, cho được cái trời rồi, cho ăn rồi. Alo. Nha anh em. Ê, đừng 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 có cắt, ông kẹp vô ông bẻ, ông cắt đến hư cái kéo luôn. Alo. Ừ, ừ nghe anh. Tao biết cắt mà, phải cắt đây nè ông ơi. Cái đó là cắt dây ông Thần ơi. Dạ ai biết. Alo. Cắt cái mũi á, lấy cái mũi bẻ. Ờ đang 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 nói chuyện. Rồi rồi, rồi nói anh. Rồi mũi bẻ nghe. Rồi rồi ok, đây để em đừng coi. Trời ơi, ổng cái đó, ông chỉ cần ông cắt cái kia một cái là nó hư cắt dây hết đứt luôn. Chết mẹ ơi, kìm cắt dây bê người ta ông Thần ơi, chết luôn. Ủa hồi nãy chắc cắt mấy cái chứ khỉ gì. Thôi thôi thôi. Cắn cá mà còn gớm thêm không? 4 giọt. Cắn cá rồi xong rồi, hết đứt rồi. Thử rồi. Thua luôn. Chưa đổi cắt người ta cắt nương 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 nương. Cắt dây này hả? Dây bê e. Là dây vậy? Dây dưới kia, rồi. Rồi xong rồi đó. Được. Thành quả đó anh em. Đây thành quả hôm nay anh em ơi. Đây. Ok ông Tâm xả rác nữa là ổng chửi nó cho coi. Rồi. Rồi thôi ông về trước đi ông ơi. Đây hai con nữa. Ừ, nay ổng quánh quá trời anh em ơi. Ba thua. Rồi thôi bye bye mọi người. Cho ông về trước đi. Vợ ông kêu về rồi. Thả ổng thôi bánh chút nữa về sau. Ba anh em luôn nha. Rồi, dạ anh em. Đâu rồi vậy?